Hàng phát sinh chào bạn, đây là hàng phát sinh giới thiệu các bạn là bộ lăng xê, một hộp lăng xê này. Hộp này gồm một hộp lăng xê này, có số 8, 9, 10, 11, có tích kích thước quả lưỡi như vậy. Đây là bộ lăng xê này, gồm 6 lưỡi. Đây là lưỡi giữa rất sắc. Đây là hạt, đây là súp, thay hạt súp đây. Cái này vứt ném lưỡi không, lưỡi nổi trong nước, chưa cần hạt súp lưỡi nữa nữa. Cái này thay thế hạt súp luôn đấy các bạn. Đây là khóa, khóa mạ đồng rất đẹp. Một hộp của nó gồm hai bộ nha các bạn nhé, hộp lăng xê này hai bộ như này luôn. Lăng xê này của Simago sản xuất các bạn nhé, tem của Simago. Hai một hộp nhé. Vừa rồi Hải Đăng xin để giới thiệu các bạn là một hộp bộ lăng xê. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Vi Sinh.